Chào mừng quý vị đã tiếp tục đến với bản tin FBNC. Thưa quý vị, sau đợt nghỉ lễ dài ngày, các địa phương đang lần lượt công bố báo cáo về thu hút du khách đến tham quan. Riêng miền Tây, báo cáo sơ bộ từ một số tỉnh cho thấy các điểm đến nơi đây đã có một mùa du lịch khởi sắc. Theo thông tin của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, địa phương này đã đón gần 92.000 lượt khách, trong đó có 5.000 lượt khách quốc tế chỉ trong 4 ngày nghỉ lễ. Các điểm đến thu hút đông khách nhất là Chợ Nổi Cái Răng, Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam và làng du lịch Mỹ Khánh. Thống kê sơ bộ của Ban Quản lý Bến Cảng Phú Quốc cũng cho thấy, từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, đã có 240 chuyến tàu vận chuyển khách đến và rời đảo, tương đương với hơn 52.000 lượt khách. Bên cạnh đó, An Giang cũng là điểm đến hút khách tại miền Tây, do 4 ngày nghỉ lễ nhằm ngay mùa lễ hội Vía Bà Núi Sam, ước tính mỗi ngày có hàng chục ngàn du khách đến thành phố Châu Đốc và vùng núi Thất Sơn hành hương tham quan. Dù thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến cuối năm 2015, 100% cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố có phân phối xăng sinh học E5, nhưng đến cuối tháng 4 vừa qua, tỷ lệ cửa hàng có bán xăng E5 tại thành phố mới đạt hơn 50%. Theo báo cáo của Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 24 tháng 4 năm 2016, toàn thành phố có 279 trên tổng số 526 cửa hàng xăng dầu tham gia phân phối xăng E5, chiếm tỷ lệ hơn 53%. Sản lượng tiêu thụ bình quân đạt hơn 8.100 mét khối một tháng, chiếm hơn 6% tổng sản lượng xăng dầu tiêu thụ trên địa bàn. Dù con số tiêu thụ đã tăng hơn 81% so với thời điểm triển khai thí điểm và tăng hơn 20% so với thời điểm cuối năm 2015, nhưng vẫn còn rất khiêm tốn so với tổng lượng xăng dầu bán ra. Theo Sở Công Thương, việc triển khai tiêu thụ xăng E5 tại thành phố vẫn gặp không ít khó khăn như sản lượng tiêu thụ chậm, tồn kho nhiều ngày, tỷ lệ hao hụt cao khiến doanh nghiệp không mặn mà với việc phân phối loại xăng này. Mặt khác, theo các doanh nghiệp đầu mối, hiện 7 trong tổng số 7 nhà máy sản xuất ethanol đang trong tình trạng đóng cửa khiến nguồn cung ethanol không ổn định. Chi phí thu mua chế biến cũng như tỷ lệ hao hụt cao khiến giá thành xăng E5 cao, trong khi giá xăng dầu truyền thống có xu hướng giảm. Ngoài ra, còn do các nguyên nhân như nhận thức của người tiêu dùng với xăng sinh học chưa cao, việc phân phối chưa triển khai đồng bộ ở các địa phương, chưa có chính sách hỗ trợ thỏa đáng từ chính phủ. Xin được chuyển sang một thông tin khác, quý vị. Sẽ có hàng loạt chính sách tín dụng hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được xem xét trong phiên họp thường kỳ chính phủ bắt đầu từ ngày 4 và ngày 5 tháng 5 này. Trong đó sẽ xem xét mở lại cơ chế cho vay bằng ngoại tệ và cơ chế khuyến khích ngân hàng thúc đẩy cho vay với đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Một trong những nội dung quan trọng của phiên họp thường kỳ chính phủ bắt đầu từ ngày 4 tháng 5 là yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan lập đề án hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ được vay vốn với mức lãi suất thấp hơn thị trường từ 2 đến 3 điểm phần trăm. Một điểm quan trọng khác là hệ thống ngân hàng phải đảm bảo tỷ trọng cho vay với nhóm doanh nghiệp nhỏ và ít nhất phải là 30% tổng dư nợ cho vay. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước sẽ hỗ trợ ngân hàng thương mại đạt được mục tiêu này thông qua các chính sách và tỷ lệ dự trữ bắt buộc, chiết khấu, tái cấp vốn, khoanh nợ và xử lý rủi ro, trích lập dự phòng v.v. Ngoài ra, chủ trương cho doanh nghiệp vay bằng ngoại tệ cũng đang được xem xét tái khởi động trở lại để giúp doanh nghiệp thêm cơ hội tiếp cận vốn giá rẻ. Thưa quý vị, nếu như những thách thức và cơ hội của các doanh nghiệp lớn khi vào TPP là song hành tương đối rõ nét, thì với các doanh nghiệp nhỏ, dường như mối quan ngại đang lấn lướt và gốc rễ sâu xa cuối cùng cũng đều xuất phát từ năng lực tài chính. Đây cũng là nhận định chung mà chúng tôi có được từ cuộc trao đổi gần đây với đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Thưa ông, như chúng ta cũng biết thì các cái khó khăn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa khi vào TPP thì nó không hoàn toàn giống với các khó khăn của các doanh nghiệp lớn và các doanh nghiệp đã có cái thị trường xuất khẩu lâu năm. Vậy thì những cái khó khăn mà tiêu biểu nhất mà ông thấy các doanh nghiệp nhỏ hay phản hồi lại cho Hiệp hội mình là gì? Chúng tôi thấy là trong cái khó khăn lớn nhất khi chúng ta vào TPP thì chúng ta phải thấy rõ ràng gì, hầu hết các doanh nghiệp của chúng ta là những doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cái sản phẩm của chúng ta hay nói rằng hầu hết chất lượng là vẫn còn ở mức trung bình và ở dưới thôi. Do đó chất lượng để đi vào những cái thị trường mà chúng ta thấy rằng lợi thế ở TPP thì những sản phẩm chúng ta rất khó mang tính cạnh tranh được. Và đặc biệt khi thuế suất bằng không mở ra với các cái doanh nghiệp trong khối TPP thì rõ ràng là Việt Nam chúng ta là rất kém thế trong những sản phẩm cạnh tranh trong cái khối này. Cái thứ hai nữa là khi cạnh tranh bị áp lực cạnh tranh lớn như thế thì các doanh nghiệp nhỏ và vừa chúng ta cũng sẽ rất khó khăn để cải tiến. Tại vì anh muốn cải tiến về công nghệ, anh muốn mua thiết bị máy móc, rồi anh muốn đổi mới về quản trị thì anh cần phải có tài chính. Mà hiện nay tài chính các doanh nghiệp nhỏ và vừa chúng ta là ít,
điều kiện để tiếp cận những cái nguồn vốn để cải tiến công nghệ chúng ta vẫn chưa được nhiều. Cái thứ hai nữa là chúng ta gặp cái khó nữa là con người. Phải nói là nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa chúng ta hiện nay chưa đủ sức để chúng ta cạnh tranh. Đặc biệt là chúng ta thấy rằng trên thị trường người ta vẫn đánh giá là gì? Cái năng suất lao động của Việt Nam ta rất thấp so với các nước. Điều đó khiến cho khi chúng ta vào cạnh tranh thì chúng ta sẽ bị gặp khó. Dạ vâng, ông nói là các doanh nghiệp nhỏ là bị khó khăn về chất lượng hàng hóa và nếu mà không cải thiện chất lượng thì chúng ta sẽ khó cạnh tranh với hàng hóa của các nước khác trong TPP và khả năng họ sẽ vào Việt Nam để chiếm lĩnh thị trường. Tuy nhiên chúng ta cũng biết thì hàng hóa của các nước thành viên trong TPP đa phần là ở những cái phân khúc khác với những cái đối tượng khách hàng mục tiêu khác. Vậy thì cái sự cạnh tranh đối với hàng hóa của Việt Nam liệu nó có phải là đang được chúng ta phóng đại hơi quá không? Chúng tôi thấy rằng nó khó, nó sẽ khó khăn ở chỗ này nè, là không phải là các nước khác người ta sản xuất hàng cao mà họ không có sản xuất hàng thấp. Chúng ta cứ đi vô Mỹ đi, chúng ta vô các cái cửa hàng của siêu thị của Mỹ, chúng ta thấy hàng từ giá trị thấp nhất đến giá trị cao nhất họ đều có, từ hàng $1 đến hàng ngàn đô đều có. Do đó chúng ta nói là không phải là người ta chỉ làm ở những lĩnh vực cao. Và đặc biệt là chúng ta biết thế này nè, cái hàng hóa của người ta sản xuất bằng những công nghệ hiện đại thì giá trị của nó chất lượng cao mà giá thành nó thấp. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta nói ta ra thị trường này ta mua sô-cô-la ta ăn đi, chắc chắn là chẳng có nhà sản xuất sô-cô-la Việt Nam nào ta có thể chen vào được. Các mặt hàng tiêu dùng và các mặt hàng kim khí điện máy chúng ta cũng sẽ rất khó. Các doanh nghiệp Việt Nam chúng ta đấu cạnh tranh là khó lắm, chứ không phải là chúng ta không xuất đâu, cạnh tranh trong nước cũng sẽ khó. Đặc biệt là khi các doanh nghiệp nước ngoài ta vào, ta chiếm lĩnh các thị trường bán lẻ. Mà đặc biệt là sau TPP có hiệu lực thì chừng 5 năm sau là ta bỏ ENT, tức là các doanh nghiệp bán lẻ ở nước ngoài ta vào đầu tư thoải mái, không có cần phải xin phép nhà nước về cái lợi thế, lợi ích kinh tế gì nữa, mà rõ ràng là người ta đầu tư nhiều. Mà doanh nghiệp nào ta đầu tư ở nước mình thì người ta cũng vẫn muốn bán hàng của nước họ. Thì rõ ràng là doanh nghiệp chúng ta trong nước thì sao? Chúng ta cũng bị tác động chứ, làm sao mà không bị tác động được. Do đó là nói rằng chỉ có mấy ông xuất khẩu ông mới có lợi, mà ông mới như thế này thế nọ. Nhưng không, chỉ có những người ở nội địa, trong thị trường nội địa chúng ta cũng sẽ chịu áp lực rất lớn. Thế còn những cái vấn đề về sở hữu trí tuệ thì sao? Đây có phải là một khó khăn, thách thức tương đối lớn mà ông nghĩ là các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam sẽ phải đối mặt khi chúng ta gia nhập vào TPP không? Sở hữu trí tuệ cũng là một vấn đề. Nhưng mà chúng tôi thấy vấn đề này không lớn. Tại vì đối tượng để hưởng sở hữu trí tuệ nó có nhiều dạng khác nhau. Chúng ta có thể nhận chuyển giao công nghệ hoặc là chúng ta mua những công nghệ giá rẻ từ các nước trong khối TPP, hoặc là chúng ta sẽ liên kết với họ để ta đầu tư bằng từ công nghệ của họ, rồi các sự chuyển giao công nghệ rồi này nọ nó sẽ tạo ra một cái bước khá tốt cho việc nâng cao chất lượng sản phẩm trong nước chúng ta. Chúng tôi thấy rằng cái này vẫn có thuận lợi. Tuy nhiên cái việc mà thói quen sử dụng những cái xâm phạm cái sở hữu trí tuệ thì ở trong nước ta vẫn còn đây đó, cũng còn nhiều. Chẳng hạn như sử dụng phần mềm bất hợp pháp, sử dụng kiểu dáng mà người ta đã đăng ký rồi trên thế giới chẳng hạn như thế, thì chắc chắn là những người sử dụng này sẽ bị ảnh hưởng. Cũng có thể là cũng phải thay đổi nhanh chóng chứ không thôi là sẽ bị tắc kiện. Dạ vâng, rất cảm ơn ông. Quý vị vừa rồi là một số hình ảnh về Đà Nẵng. Quang Vinh xin được chuyển sang một thông tin khác. Với những nỗ lực trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc bệnh nhân chất lượng cao, Bệnh viện FV đã nhận được chứng nhận JCI, một chứng nhận chất lượng y tế có uy tín tầm quốc tế và rất khắt khe về chất lượng và an toàn của bệnh nhân. Lễ đón nhận chứng nhận JCI đã được diễn ra hôm 29 tháng 4 tại thành phố Hồ Chí Minh.
đáp ứng được 360 tiêu chuẩn và hơn 1.200 tiêu chí đo lường của Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng, các bệnh viện của GCI. Bệnh viện FV đã nhận được con dấu vàng công nhận cam kết về an toàn và chất lượng trong chăm sóc bệnh nhân và quản trị bệnh viện. Đây là một tổ chức độc lập, phi lợi nhuận chuyên đánh giá và chứng nhận chất lượng cho các cơ sở y tế ở châu Á, châu Âu, Trung Đông và Nam Mỹ. GCI đã làm việc trực tiếp với các bệnh viện nhằm giúp bệnh viện hoàn thành mục tiêu cung cấp dịch vụ và chăm sóc y tế chất lượng cao trong môi trường an toàn, hiệu quả và quản trị tốt. Mới đây, bệnh viện FV đã tăng vốn đầu tư từ 44 triệu đô la Mỹ lên 65 triệu đô la Mỹ nhằm đầu tư trang thiết bị, xây dựng thêm một khu khám bệnh, mở phòng khám tại quận 1, cải tạo và mở rộng khu vực khám ngoại trú và khu điều trị nội trú khoa nhi. Mỗi năm, bệnh viện FV tiếp nhận hơn 200.000 bệnh nhân đến khám và điều trị, phần lớn trong số đó là người Việt Nam. Ngoài ra, bệnh viện FV còn tham gia hỗ trợ Bộ Y tế xây dựng các tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cả nước. Diễn viên đóng thế nổi tiếng Store Payment đã tổ chức thành công một cuộc thi biểu diễn bay xe mạo hiểm tại vùng làng quê Angmering của nước Anh vào ngày 2 tháng 5 vừa qua. Có tổng cộng 10 người tham gia cuộc thi này, hầu hết đều là các chuyên viên đóng thế những pha mạo hiểm chuyên nghiệp. Các công đoạn kiểm tra kỹ thuật cũng như chuẩn bị y tế sẵn sàng rất kỹ lưỡng. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một cuộc thi mang tính chất giải trí, khi phần thưởng cho người chiến thắng là 73 đô la Mỹ và một chầu bia lớn cho tất cả mọi người. Cuba Beth Robert đã kỷ niệm ngày sinh nhật lần thứ 90 của mình bằng pha nhảy dù tự do vào hôm thứ Hai vừa qua. Sau khi ra khỏi cánh máy bay, bà được rơi tự do trong khoảng 1 phút trước khi vào vùng an toàn để bung dù và hạ cánh. Bà cho biết nhảy dù đã là và luôn là một môn thể thao yêu thích của bà. Bà còn dự định sẽ tiếp tục vào một cú nhảy nữa để mừng sinh nhật 95 tuổi sau này. Heather Larson, một vận động viên đi dây trên cao người Mỹ, đã có màn biểu diễn đi qua sợi dây dài bắc ngang hai tòa tháp cổ tại thành phố Jerusalem, Israel, với độ cao trên 30 mét. Rất đông người có mặt chăm chú theo dõi và cổ vũ cho cô. Larson cho biết đây là một cảm giác trải nghiệm cực kỳ thú vị khi cô bổ sung vào bản thành tích của mình ở một nơi có nền văn hóa 4.000 năm tuổi này. Liên đoàn đua xe đạp thế giới UCI mới đây đã đưa vào trình làng thiết bị công nghệ giúp phát hiện vận động viên sử dụng doping hay bất cứ thiết bị gian lận điện tử nào trong thi đấu. Thiết bị được thử nghiệm công khai vào ngày 3 tháng 5 đầu tuần này với kết quả hiển thị trên iPad hoàn toàn khả quan. Trong khoảng thời gian gần đây, vấn nạn gian lận trong thi đấu luôn là nỗi đau đầu của UCI khi các thiết bị gian lận ngày càng phát triển tinh vi, giúp cho các vận động viên có thể gian lận mà không cần tới doping như trước đây. Và trong phần tiếp theo của bản tin FBNC, chúng tôi mời quý vị cập nhật những thông tin nổi bật trên thế giới. Greenpeace công bố tài liệu mật đe dọa hiệp định thương mại tự do xuyên Đại Tây Dương giữa EU và Mỹ. Starbucks bị khách hàng kiện vì bỏ quá nhiều đá vào thức uống.